Cô chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến môn toán ngày hôm nay. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em biết bảng nhân và bảng chia, cách sử dụng bảng nhân, bảng chia. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng bảng nhân, bảng chia để làm một số bài tập. Còn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về bảng nhân nhé. Cô xin giới thiệu với các em đây chính là bảng nhân. Để biết cách sử dụng bảng nhân thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu cấu tạo của bảng nhân. Các em hãy quan sát các số ở cột đầu tiên. Cột đầu tiên gồm có các số từ 1 đến 10. Cột này giữ vai trò là thừa số. Hàng đầu tiên cũng gồm có các số từ 1 đến 10. Hàng này cũng giữ vai trò là thừa số. Các em có thể xem cột đầu tiên là thừa số thứ nhất, hàng đầu tiên là thừa số thứ hai, hoặc ngược lại cũng được vì vai trò của các thừa số đều như nhau. Đây là dấu của phép nhân. Vậy thì các ô còn lại ở trong bảng nhân đại diện cho gì? À, chính là đại diện cho tích. Các em hãy quan sát cho cô các số ở hàng thứ ba. Hàng thứ ba gồm có các số 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hàng thứ ba là kết quả của bảng nhân mấy? À, đây chính là kết quả của bảng nhân 2. Vậy, hàng thứ năm là kết quả của bảng nhân mấy? À, chính là kết quả của bảng nhân 4. Như vậy, mỗi một hàng là kết quả của một bảng nhân đó các em ạ. Đây là kết quả của bảng nhân 2. Đây là kết quả của bảng nhân 3. Kết quả của bảng nhân 4. Kết quả của bảng nhân 5. Kết quả của bảng nhân 6. Kết quả của bảng nhân 7. Kết quả của bảng nhân 8. Kết quả của bảng nhân 9. Các em hãy quan sát hàng cuối cùng cho cô. Đây là kết quả của bảng nhân 10 đó các em. Khi cô nhân một số với 10, cô sẽ được kết quả gấp 10 lần số đó. Ví dụ 10 x 6 bằng 60, hoặc 6 x 10 bằng 60. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng bảng nhân nhé. Chúng ta sẽ đến với phép nhân 4 x 3 bằng bao nhiêu. Các em hãy sử dụng bảng nhân để tìm kết quả trên nhé. Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải. Từ số 3 ở hàng 1 theo chiều mũi tên xuống dưới. Hai mũi tên gặp nhau ở số 12. Ta có 4 x 3 bằng 12. Tương tự, từ số 3 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải. Từ số 4 ở hàng 1 theo chiều mũi tên xuống dưới. Hai mũi tên gặp nhau ở số 12. Ta có 3 x 4 bằng 12. Vậy, cách sử dụng bảng nhân như sau. Từ phép nhân đã cho, chúng ta xác định hai thừa số ở cột 1 và hàng 1. Rồi sau đó vẽ mũi tên sang phải và mũi tên xuống dưới. Hai mũi tên này gặp nhau ở đâu thì đó chính là kết quả của phép tính nhân cần tìm đó các em ạ. Bây giờ chúng ta sử dụng bảng nhân để làm các bài tập vận dụng nhé. Bài 1. Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống theo mẫu. Các em nghe cô hướng dẫn bài mẫu 6 x 5 bằng bao nhiêu nhé.
Từ số 6 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải. Từ số 5 ở hàng 1 theo chiều mũi tên xuống dưới. Hai mũi tên này gặp nhau ở số 30. Ta có 6 nhân 5 bằng 30. Vậy 6 nhân 5 bằng 30. Các bạn hãy làm những bài còn lại cho cô nhé. Cô và các em cùng nhau sửa bài. 6 x 7 bằng 42. 7 x 4 bằng 28. 8 x 9 bằng 72. Chúng ta chuyển qua bài tập 2 nhé. Bài này yêu cầu các em điền số. Các em làm bài cho cô nào. Bây giờ cô và các em cùng nhau sửa bài nhé. 2 x 4 bằng 8. Bạn nào cho cô biết muốn tìm một thừa số ta làm như thế nào? À đúng rồi, muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. Ta lấy 8 chia cho 4 bằng 2. 8 chia cho 2 bằng 4. 7 x 8 bằng 56. 56 chia cho 7 bằng 8. 56 chia cho 8 bằng 7. 10 x 9 bằng 90. 90 chia cho 9 bằng 10. 90 chia cho 10 nghĩa là 90 giảm đi 10 lần. 90 chia cho 10 bằng 9. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho các em cách sử dụng bảng chia và áp dụng bảng chia vào bài tập vận dụng. Trên màn hình của cô chính là bảng chia. Chúng ta thấy khá giống bảng nhân, chỉ khác ở chỗ ô trên cùng bên trái là phép tính chia. Trong phép tính chia có 3 thành phần: số bị chia, số chia, thương. Vậy số bị chia, số chia, thương sẽ nằm ở đâu trong bảng chia này? Các em hãy quan sát nhé. Các số ở cột 1 chính là đại diện cho số chia. Các số ở hàng 1 đóng vai trò là thương của hai số. Và tất nhiên các số ở các ô còn lại đóng vai trò là số bị chia. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng bảng chia thông qua ví dụ 12 chia cho 4 bằng bao nhiêu. Ở đây 12 là số bị chia, 4 là số chia. Đầu tiên ta sẽ xác định số chia trước. Số chia nằm ở cột 1. Từ số 4 ở cột 1, các em vẽ mũi tên sang phải. Gặp số bị chia 12 ở đâu thì ta dừng mũi tên lại. Từ số 12, ta vẽ mũi tên lên hàng 1. Gặp số 3, đó chính là thường. Vậy 12 chia cho 4 bằng 3. Hoàn toàn trùng khớp với bảng chia 4 mà các em đã học. Tương tự, 12 chia cho 3 bằng 4. Các em quan sát nhé. Từ số 3 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số 12. Từ số 12 theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 4. Ta có 12 chia cho 3 bằng 4. Vậy ta có cách sử dụng bảng chia như sau. Từ số chia theo chiều mũi tên sang phải gặp số bị chia. Từ số bị chia theo chiều mũi tên đi lên hàng đầu tiên ta gặp thương. Ta có 12 chia cho 4 bằng 3. Tương tự, 12 chia cho 3 bằng 4. Bây giờ các em hãy quan sát hàng cuối cùng cho cô nhé. Đây chính là số bị chia của bảng chia 10 đó các em ạ. Khi cô chia một số cho 10, nghĩa là cô giảm số đó đi 10 lần. Ví dụ 60 chia cho 10 bằng 6. Chúng ta áp dụng bảng chia vào bài tập vận dụng nhé. Bài 1,
Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống theo mẫu. Các em nghe cô hướng dẫn bài mẫu nhé. Từ số 6 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số 30. Từ số 30 theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 5. Ta có 30 chia cho 6 bằng 5. Các em hãy làm các bài còn lại nhé. Bây giờ cô và các em cùng nhau sửa bài. Từ số 6 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số 42. Từ số 42 theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 7. Ta có 42 chia cho 6 bằng 7. Từ số 7 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số 28. Từ số 28 theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 4. Vậy 28 chia cho 7 bằng 4. Tương tự ở bài cuối cùng. Từ số 8 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số 72. Từ số 72 theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số 9. Vậy 72 chia cho 8 bằng 9. Chúng ta chuyển sang bài tập 2 nhé. Bài này yêu cầu các em điền số. Các em làm bài cho cô nào. Bây giờ cô và các em cùng nhau sửa bài nhé. 16 chia cho 4 bằng 4. 45 chia cho 5 bằng 9. Ai cho cô biết muốn tìm số chia ta làm sao nè? À đúng rồi, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 24 chia cho 6 bằng 4. Thế muốn tìm số bị chia ta làm sao? À muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. 3 nhân 7 bằng 21. 72 chia cho 9 bằng 8. 8 nhân 9 bằng 72. 81 chia cho 9 bằng 9. 56 chia cho 7 bằng 8. 54 chia cho 9 bằng 6. Cô khen bạn nào có kết quả giống như cô nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô thân ái chào các em.